Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Tiền ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Nên chị Tiền có về một số cái máy tàn lắm vậy, hoành to ha, tàn tròn đều nè. Đó, giá thì không nghĩ, rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền ha. Rất đẹp. Rồi, chào chị. Anh chào anh Tâm ha, anh chào cả nhà mình luôn. Nay shop em mới về một lô mai giảo Hà Thủ Đức nha cả nhà ơi. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Số Dạ. điện thoại giao lưu của em là 0819 555569, cũng là số Zalo bên shop luôn nha cả nhà ơi. Dạ. Hình thức bên em là bao sống bao ship cho mình nha cả nhà. Rồi, em vào cây mai mã số 50 luôn. Rồi, 50 ha. Chiều cao. Rồi, Cái này chiều đế cao. đẹp nha cả nhà. Cao 1m7. Ngang 1m05. Rồi, cái này để bàn đều ha. Cái này đế đẹp. Hoành thân 22 nha cả nhà. Đó, để đây. Đó. Tay cành dán đầu trực lực tăng cũng không luôn. 22 hoành luôn. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 1 triệu 100k luôn. Rồi 1 triệu 100 ngàn. 1 triệu 100 bao ship toàn quốc. Rồi bao ship toàn quốc. Rồi em xuống cây luôn. Đế đẹp nha cả nhà. Tay cành đầu lực không ha. Đây nè anh. Rồi em lên cây mai mã số 51. Cái củ rất là to luôn. 51. Cao cây này cũng 1m7 đi cả nhà. Ngang 90. Hoành 19. Củ 28. Rồi, để đây. Đế đẹp ha. Đế vàng luôn nè. Bàn đều luôn. Củ nở. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 600. Rồi, 600. Tàn nó hơi thiếu chi bên cả nhà, về mình dưỡng lại giùm em ha. Rồi, em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 52. Cao 1m7. Rồi. Hoành 18. Cũ ha, cây này cũng cũ ha, hoành 18 cũ 27 luôn. Rồi mã này em vô cả nhà mình 300 thôi cả nhà ơi. Rồi, 300 ha. 300k luôn, bao ship toàn quốc cho mình luôn. Về mình dưỡng tàn lại mình chơi nha cả nhà. Rồi em xuống cây. Em lên cây mai mã số 53. 53. Cao 1m7 luôn. Hoành 22, đế lực luôn ha. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 500. Rồi, 500. 500 bao ship toàn quốc. Rồi em xuống cây luôn. Em lên cái mai mã số 54. Dạ. Ây, ây. Ui. 54. Chiều cao cái này 1m4. Rồi. Ngang 1m05. Hoành thân 19. 19 hoành luôn ha cả nhà. Đó, tàn tròn luôn ha. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 600. Rồi, 600. Có em kia đẹp. 600. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Em lên cây mai mã số 55. Trực lùng lực tàn tròn. Em lùng lực tàn tròn. Mắt trúc nha mắt cả nhà. Ha. Cái này mắt trúc nha cả nhà. 55. Lùng lực ha. Chiều cao 1m1. Rồi. Ngang 1m2. Tàn tròn luôn nha cả nhà. 23 hoành. Hoành học khá em to mắt ha. Trúc luôn nè. Yeah. Bàn đều mình đẹp. Vô đưa chuột luôn. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2. Em mình vô đưa chuột nha cả nhà. 1-200. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Tàn rất là tròn đều luôn ha. Rồi em xuống cây luôn. Em lên cây mai mã số 56. Rồi tàn tròn luôn ha. Hoành to. Năm 16. Chiều cao 1m5. Ngang 1m3. Hoành thân 23. Rồi. Củ 27 nha cả nhà. Đế lực ha. Đó. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 1 triệu 2 luôn. Rồi 1 triệu 2. 23 hoành. 1200. Rồi em xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 57. 57. Ngã cây. Rồi, hoành to luôn ha. Đây cành to lực. 57.
chiều cao 1,5 m, một cây tàn tròn xương ngang nha cả nhà, ngang 1,4 m. Rồi. 23 hoành. Cây này thì nó hơi trống ở chỗ này, về mình dưỡng lại dùm nha cả nhà. Dạ. Tay cành nó thưa mà nó lực lắm nha cả nhà. 23 hoành luôn. Rồi mã này em lưu cả nhà mình 1,2 triệu thôi cả nhà. Rồi 1,2 triệu. Nó hơi thiếu chi ha, giờ mình dưỡng lại đi cả nhà. 1,2 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Rồi em lên cái này anh Thanh. Em lên cây mai mã số 58. Rồi 58. Cây rất là to cả nhà ơi. Đế lực luôn, 58. Chiều cao 1,6 m. Cây này tán ngang rộng nữa nè cả nhà. Tán ngang 1,35 m. Rồi. Hoành thân 24. Đây, đế rất là lực nha cả nhà. Đây cũng có đế ha. Bên đây cũng có luôn. Rồi mã này vô luôn cả nhà mình 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. 1,5 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Em lên cây mai mã số 59. Chiều cao 1,5 m. Ngang cây này 80. Hoành thân 19. Có bị thiếu chi nữa nha cả nhà. Dạ. Đây trống hàng về mình dưỡng lại ha. Mã này em Zalo cả nhà mình 500 thôi cả nhà ơi. Rồi 500. 500 em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Em lên cây mai mã số 60. Rồi 60. Ui, thằng này em bỏ lại em cũng lên nữa hả? Bỏ đi. Rồi em lên cây mai mã số 60. Rồi. Cao 1,15 m. Ngang cây này 90. 19 hoành nghe cả nhà. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 500 luôn. Rồi 500. 500 bao ship toàn quốc luôn nha ơi. Dạ. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho em nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 61. Chiều cao 1,5 m. Cây này cũng rất là nhiều nụ nè. Ngang 1 m. Rồi, cũ nở. 20 hoành. Tàn hơi thưa nha cả nhà. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 500 luôn. Rồi 500. 500 bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Rồi xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 62. Cái này tàn tròn ha, tán rộng rất đẹp. Anh ơi. Lấy thuốc cho mình, thuốc xua. Chiều cao 1,5 m. Ngang cây này 1,4 m. Hoành thân 21 nha cả nhà. Rồi, bàn đều luôn nè. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 1,2 triệu cả nhà ơi. Rồi 1,2 triệu. 1,2. 1,2 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cây rất là đều ha, bàn tròn nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Đây nè, ở đây nè. Rồi lên cây tiếp theo. Rồi em lên cây mai mã số 63. Rồi tàn tròn ha. Cây nhiều nụ nữa cả nhà ơi. Chiều cao 1,45 m. Yeah. Cây này tàn tròn luôn nha cả nhà. Ngang 1,4 m. Lùng lực. Hoành thân 22. Đó, em tàn tròn luôn ha. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. 1,4 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ cho em cả nhà. Rồi em lên cây mai mã số 64. Dạ. Bỏ xuống nó đi. Đó đi. 64, một cây rất là to nè cả nhà. Xù luôn ha. Rồi bẫy xù luôn. Bẫy xù luôn. Chiều cao 1,6 m. Ngang 1,3 m. Cây này đang nè cả nhà. Đang trải sầu nặng này ha. Đó, mấy cái này đây nè cả nhà. À, rất nhiều luôn.
thù rất là nhiều ha, cái nắp nu hết luôn nè cả nhà ơi. Mấy cây này mình nuôi có rất là, có tương lai lắm nha cả nhà. Đây em xây qua đây nè, nó à, đang chảy rất là nặng cả nhà, sự chảy ha. Để em đo cái hoành luôn, 24 hoành đế rất là lực luôn cả nhà ơi. Đó, một cây xù ha. Rồi mã này em giao lưu cả nhà mình 2.8 luôn. Rồi, 2.8. 2.8 bao ship toàn quốc cho mình luôn cả nhà ơi. Dạ. Trong lô có một cây xù một duy nhất luôn nè cả nhà. Cây này xù chảy nặng luôn ha. Mấy cây này thì mình nuôi về có tương lai lắm nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 65. Chiều cao 1m25. Ngang cây này 1m1. Hoành thân 19. Rồi. Đế lực nè cả nhà. Đó, đế lực ha. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 700. Rồi, 700. 700k em bao ship toàn quốc cho mình luôn cả nhà ơi. Mong cả nhà giờ xem hết clip ủng hộ cho em ha. Rồi em xuống cây luôn. Em lên cây mai mã số 66. Rồi, tàn tròn tán rộng luôn. Sáu mươi sáu. Cao 1m6. Cây này tán ngang rộng. Ngang cây này 1m40. Để bàn cộng to lực ha. Để bàn lực luôn cả nhà. 25 hoành luôn cả nhà ơi. À, nó đang cũng muốn chảy xù nha cả nhà. Hay nhẹ ha. À, chảy xù mấy cây muốn có hiện tượng chảy xù rồi mình nuôi có tương lai nha cả nhà. Rồi mã này giao lưu có nhà mình 1.5 triệu thôi. Rồi 1.5 triệu. 1 năm. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đế rất là lực luôn cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 67. Một cây tàn to, một cây nhiều nụ luôn nè cả nhà ơi. 67 nha cả nhà. Chiều cao cây này 1m7. Ngang 1m45. Hoành thân 23, đo xét xuống này nó ra 25 nha cả nhà. Em đo mà xét cổ đế 25 ha. Trên này xíu thì 23 hoành nha cả nhà. Đó, cộng đế to lực luôn ha. Cây rất là to. Rồi mã này em lưu cả nhà mình 1.6 triệu cả nhà ơi. 1.6 triệu. 1.600k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 68. Chiều cao cây này 1m8. Ngang cây này 1m45. Hoành thân 24. Rồi, để đây. À. Đấy cũng lực nha cả nhà. Yeah. Đó. Rồi mã này em lưu cả nhà mình 1.6 triệu luôn. Rồi, 1.6 triệu luôn. 1.6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, em xuống cây luôn. Rồi, xuống cây. Đó, một cây to nữa cả nhà ơi. Trực tàn không. 69. Chiều cao 1m8. Cây tàn rất là to nha cả nhà. Ngang 1m45. Bàn đều rất đẹp. Đấy đẹp luôn ha. 25 hoành. Rồi. Đó. Cây tuy tàn đều rất là đều nha cả nhà. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 2 triệu. Rồi 2 triệu. Rồi em xuống cây luôn. Tàn một cây rất là to ha. Cây đó bỏ lại đi anh. Cây này bỏ lại. Rồi em lên cây mai mã số 70. Rồi nhỏ gọn. Cây này mất chút mất che ha. Nó nhỏ xinh xinh. Chiều cao 1m. Ngang 1m luôn cả nhà ơi. Hoành thân 17. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 300 luôn. Rồi chỉ có 300 thôi. 300 bao ship toàn quốc. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ cho em ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 71. Đó, một cây tàn to tàn tròn luôn nè cả nhà ơi.
Chiều cao cây này 1,5 m. Rồi. Tán ngang rộng luôn ha cả nhà, tán ngang tầm 1,6 m nha cả nhà ơi. 1,5 m, 1,6 m luôn ha. 24 hoành. Đây, cái bàn luôn. Cái bàn to. Bàn tròn luôn ha. Rồi mã này Zalo của nhà mình 2 triệu. Rồi, 2 triệu. 2 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Tàn to tàn tròn luôn nha cả nhà. Rất đẹp. Rồi em xuống cây luôn. Một cây to nữa nè cả nhà. Mày ơi. Khá to ha. Đó, trời cái bầu nó to luôn. Tròn đều rất đẹp. 72. Chiều cao 1,6 m, ngang cây này 1,7 m luôn cả nhà ơi, nó 6,7 m luôn cả nhà. Cây nha, tán ngang rộng lắm nha cả nhà. 25 hoành ở trên này, em đo sát gốc là ra 30 hoành nha cả nhà. Đo chấn này là 25 ha. Rồi, xuống này là 30 nha cả nhà. Để bàn luôn nè cả nhà ơi. Để bàn luôn. Rồi mã này em Zalo cả nhà mình 2,3 triệu. Rồi, 2,3 triệu. Không kìa đẹp. 2,3 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cây tắc rất là to nha cả nhà. Mấy cây này Tết nó trổ vòng nhìn lộng lẫy luôn á cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Ta. Rồi 73. Tán rộng tàn tròn luôn ha. Đế rất là lực luôn nè cả nhà. 73. Cao cây này 1,6 m. Ngang 1,6 m luôn cả nhà ơi. Mấy cây to này tàn là rộng không nghe cả nhà. Hoành thân 27 luôn nè cả nhà. Đó. 27 hoành ha. Đế rất lực luôn nè. Đó, một em tàn tròn tàn to luôn ha. Rồi mã này em với luôn cả nhà mình 2,3 triệu luôn. Rồi 2,3 triệu ha. 2,3 triệu luôn cả nhà ơi. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. 74. Rồi 74. Cao cây này 1,6 m, tán ngang rất rộng nè cả nhà ơi. Ngang 1,5 m luôn. Rồi, ha. Tán rộng tàn tròn ha. Hoành thân 22 luôn nè cả nhà. Đó. Rồi mã này Zalo có nhà mình 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Tàn tròn luôn ha. 1,3 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Hai mã số 75. Cao 1,5 m. Ngang 1,25 m. Rồi để bàn luôn. Để bàn lực luôn cộng 22 hoành. Đây, cộng đế rất là lực nha cả nhà. Dạ. Tàn cũng tròn ha, về mình trồng trực lên. Chứ còn hay trồng trực lên nha cả nhà. 22 hoành. Rồi mã này Zalo có nhà mình 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Cây nào cây nấy rất là to cả nhà. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Dạ. Rồi em xuống cây luôn. Em lên cây mai mã số 76. Cao 1,5 m. Dạ. Ngang 1,1 m. Cái này cũng để bàn luôn ha. 21 hoành. Cây này nó đang tét xù nha cả nhà. Dạ. Đây, nó tét nó hơi nhẹ ha. Nó già cây lắm này nha cả nhà. 6-5 tuổi rồi ha. Cả nhà mình mua về yên tâm luôn. Rồi mã này Zalo có nhà mình 1 triệu đi cả nhà ơi. 1 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 77. Cây lùng lực luôn cả nhà ơi. Cao 1,1 m. Rồi. Cây này tán ngang cũng 1,1 m luôn cả nhà. Hoành thân 18. Để bàn đều luôn ha, để bàn đều luôn ha. Mà nó thiếu chi nha cả nhà. Nó thiếu chi lép bên này ha, về mình dưỡng lại giùm em ha. Rồi mã này vô luôn cả nhà mình 500 nha cả nhà ơi. Rồi 500. Nó thiếu bên đây ha. 500 bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. 77. Chiều cao 1,6 m. Ngang 1 m. Rồi cây này cũ nở. Cũ rất là to ha. 78. Hoành thân 20 cả nhà ơi. Rồi mã này 500 luôn cả nhà. Rồi 500. Cái mã này mình về mình dưỡng lại chơi giùm em ha. Tàn nó hơi yếu xíu nha cả nhà. Rồi em lên cây mai mã số 79.
cao cái này lấy 1,5 m. Ngang 1,3 m. Hoành thăng 22 nha cả nhà. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 1 triệu luôn. Rồi 1 triệu. 1 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cho Mai mã số 80. Rồi 80. Cao cây này 1,6 m. Cây này về có mặt hoa mình xem luôn nè. Nó búp nụ hết rồi. Ngang 1,3 m. Hoành thân 22. Rồi cũ nữa ha. Để lực. Tàn đẹp luôn ha cả nhà. Ờ. Rồi 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. 1,2 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 81. Cây này anh lấy cái cây chim lên nhìn em cái này. Chiều cao 1,5 m. Ngang 1,25 m. Trời ơi. Hoành 22 luôn đó nha. Này đế nè cả nhà. Lấy lực không ha. 22 hoành luôn. Nó tàn tròn luôn cả nhà. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. 1,2 triệu bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cây này đế lực luôn nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Ê, gì đây à? Gì vậy? Đẻ ra anh, đẻ này ra con. Rồi em lên cây mai mã số. Anh đó phải 82 không anh? Cây anh Thanh mới xuống 82. Quên đó. Chiều cao cây này 1,5 m. Ngang cây này 70. Hoành thân 18. Đây còn to lực ha. Đó, mấy cây này về dưỡng tàn lại giùm em chơi giùm em ha. 500 luôn cả nhà. Rồi 500. Rồi em xuống cây luôn. Hết hả? Chưa còn cây nữa kìa. 83. Chiều cao cây này 1,6 m. Ngang cây này 90. Rồi. Hoành 22. Đó. Rồi mã này vô luôn cả nhà mình 700 đi cả nhà. Rồi 700. Mấy cái này thưa thưa tàn về mình dưỡng là mình chơi ha. Mất à. Rồi em xuống cây luôn. Còn cây nữa ha anh. Tắt giùm em. Rồi cái này hoành to luôn. Rồi em lên cho em tắt đi anh. Mã số 84. Cũng là mã của clip luôn nha cả nhà. Cái của clip ha. Cây này rất là to nè, nó bầu quá trời luôn. Chiều cao cây này lấy 1,7 m đi cả nhà. Ngang 1,4 m luôn ha. Đế lực luôn. 25 hoành. Đó, cái bầu rất là to luôn nè. Đây đây. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 2 triệu cả nhà ơi. 2 triệu. 2 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ giùm cho em nha cả nhà. Dạ. Cây to lực luôn ha. Bên em có thêm bán thêm thuốc đó nha cả nhà. Dạ. Để em giới thiệu thuốc cho mình. Kích rễ cái này là 3 loại thuốc nha. Thằng này là thằng rút, rút dạng ống nha cả nhà. Một ống như vậy là 6,000, một lóc như vậy là sẽ là 60,000 ha. Nếu như mình mua kèm theo cây thì không có tốn tiền phí ship nha cả nhà. Còn mình mua lẻ thì cộng thêm 2,000, 20,000 tiền ship nữa. Rồi, đây cũng có một loại nữa nè cả nhà. À tôi nít thấy ha. Cũng là một gói như vậy là 10, một hộp như vậy là 10 gói, một gói là 7,000, một hộp là 70,000 nha cả nhà. Mình mua theo cây thì không có tốn tiền ship, còn mình mua lẻ thì 20,000 tiền ship. Em có 3 loại. Này, một thằng này là thằng rút 3 ha. Rút 3 nó cũng nảy mầm, ra rễ mạnh luôn nè cả nhà. Rễ nhánh rồi luôn ha, khử phèn cho mình luôn. Nên cả nhà mình mua cây thì cứ mua kèm theo mình về mình sử dụng nha cả nhà. Một hộp như vậy cứ là 10 gói luôn, 10 gói gắn là 70k. Mình mua theo cây thì mình không có tốn phí nha cả nhà. Rồi mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ giùm cho em ha. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn ha. Rồi hẹn cả nhà mình vào clip kế tiếp nha cả nhà ơi. Rồi cảm ơn. Rồi em xin kính chào cả nhà mình luôn. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho chị Tiền ha. Cùng với mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.